có gia đình được hai con. Bên cạnh nó chồng nó lấy vợ khác nữa rồi bỏ nó, mà nó vừa mẹ chết mà vừa đẻ được hai đứa con, cái chồng bắt đi. Từ chỗ đó cái nó bị mất cái tinh thần đi. Dạ, Khải mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Như Khải ạ. Dạ thưa cô chú anh chị, hôm nay là Khải đứng tại cái chùa mới của Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng á cô chú anh chị. Dạ, Khải đến thăm một hoàn cảnh là của chị Song, là chỉ có chồng hai con, nhưng từ khi mà sanh đứa con nhỏ ra là người chồng của chị á đã ẵm hai con đi theo một cái người tình mới, bỏ chị ở lại, cho nên là chị bị bệnh là từ tâm thần luôn. Bây giờ chị sống ở trong cái chòm mã là cô chú anh chị. Dạ, sự việc như thế nào thì xin mời cô chú anh chị theo dõi tiếp ạ. Dạ, mới tắm rồi á. Dạ, con xin gửi lời chào cô ạ. Dạ. Dạ thưa cô, ngày hôm nay mấy anh em con tìm đến đây á cô, thì cũng được biết là chị là một người ngủ ở chùm mã này. Tuy nhiên con chưa hiểu về hoàn cảnh của chị, cùng như là người thân của chị. Hy vọng rằng ngày hôm nay con được cô chia sẻ. Dạ, chưa phải. Chào mấy chú với cô. Cháu này thì ngày xưa á, nó một mẹ một con. Người mẹ nó cũng như là leo cái cây đẻ me đó, nốt trên cây me xuống rồi bà chết. Thì con nhỏ này nè được mẹ nó nuôi nấng rồi nó có gia đình được hai con. Bên cạnh đó thì chồng nó lấy vợ khác nữa rồi bỏ nó, mà nó vừa mẹ chết mà vừa đẻ được hai đứa con, cái chồng bắt đi. Từ chỗ đó cái nó bị mất cái tinh thần đi, rồi sa sút ra, rồi không có người thân để mà an ủi nó này nọ vậy đó. Rồi từ đó là nó bắt đầu nó khùng lên, khùng tới không còn biết là người thân, gặp người thân là được quánh người dân thì đỡ. Rồi sau này đó là tôi mới báo cho bên mà công an xã mình nè, rồi cái nói cũng như là có cái gì để giúp đỡ cho nó, thì tôi mới đi làm giấy tờ cho nó làm tiền. Rồi tiền hàng tháng thì gì cũng đến đây thì thỉnh thoảng cũng cho nó ăn đàng hoàng, khi còn tiền khi hết tiền thì nghỉ, thì buổi chiều lại thì chồng xóm cho ăn, ví dụ đi nó tỉnh tỉnh nó đi xin người mất người xài cho tôi xin để chén xin con cơm vậy đó. Thì ai cũng quan tâm nó, đi chia sẻ nó cho nó ăn. Khi nó lên cơn nó tỉnh thì nó biết khi mà nó lên cơn rồi nó chẳng biết ai. Vậy đó, tới nhà khổ lắm, nó có cái nền nhà đàng hoàng. Điều là không có người cũng như mà, mà để mà cách thấy cái nhà nhỏ nhỏ cho nó ở, cho nó đỡ nắng rồi thì nó cứ đi ngủ vậy nè. Con mà để hát con vậy là chị, vậy là chị cũng có đất ha, có đó cái nền nhà nó ha. Dạ. Nhưng mà mình không biết rằng là giống như là mình vận động các cô chú anh chị mạnh thường quân á, thí dụ như buổi có dựng lên cái nhà cho chị đi, thì không biết chị có chịu ở không? Chịu ở, chị Út có về ở. Có nhà có gì nữa. Nếu mà có nhà thì về Út về nuôi. Tại vì gì nó nằm ở khu chung gì Út nó, vừa gì Út nó cũng khổ, không có nhà, cho nên bà cứ đi, bà không có tiền dựng lên. Dậm lúa, dậm đồ. Không, nhỏ này có nhà là nó sẽ ở nè. Mai mấy có một người gì Út nữa con. Con. Dạ. Dạ cho con hỏi như là có lúc nào mà chị xong mà ngủ và ngủ bụi đó con, thì có mày lên ra, nhưng mà những cái người mà đang nhậu nhẹt người ta xâm hại rồi cái đó là có không con? Có. Ủa sao vậy nhỉ? Nó chạy ngược vô cái nhà tôi luôn. Gì ngược ra? Con thấy vợ với ông chồng tôi mới la nói tôi phải làm gì dữ vậy? Nó có gì đâu chú. Trời ơi, dữ vậy nè. Vô tới nhà chạy vô nhà tôi luôn. Nó sợ quá vô nhà tôi ở luôn. Hàng ngày vậy tôi chỉ mong ước là cho nó có một căn nhà nhỏ nhỏ, khi mà nói với gì nó ngủ thì nó đóng cửa lại, gì cháu ngủ như ăn ủi, do không có nhà nên gì nó sống một nơi nó sống ngã. Dạ. Nếu mà có nhà chắc có lẽ gì cháu đi đoàn tụ lại, rồi nhỏ này sẽ được ăn ủi như là tắm rửa này nọ, rồi mặc đồ sạch sẽ cho nó, rồi từ từ nó sẽ hết. Dạ thưa cô, qua lời kể của cô á thì con cũng đã hiểu được là giống như là chị là có một người chồng, tuy nhiên sau đó thì lại xảy ra như vậy luôn hả cô? Dạ, rồi nó buồn quá, rồi giống như là nó bị tâm thần vậy luôn đó, nó bị vậy luôn đó. Cô ăn người chồng. Chồng nó giống như mất con, rồi mất chồng, rồi mẹ chết, rồi không còn ai hết. Coi như là hết trơn. Dạ.
vậy đó. Rồi nghe nói là chị gặp phụ nữ là chị không thích đi quánh không hả, lên lúc là lên cơn phải không? Quánh hết phụ nữ, đàn ông thì quánh hết, đàn ông thì ít đánh rồi, đàn ông thì xe chạy ngang lấy vợ đàn phải vậy, đàn ông là chị có xe chạy trong xe rồi chết người ta rồi sao? Chỉ có ông xã tôi là nó chịu là như là đem bún đem cháo hay là đồ ăn đồ uống vậy nó, nó lại tới trước cửa là nói cô ơi tao xin bịch trà đường là làm cho nó nha, nếu bưng một tô bún mà vẫn làm theo một bịch trà đá cho nó sao hả? Mấy cô ăn coi sao? Còn chị này là chuyên môn xin cơm của chị này nè. Mấy con tao ăn coi sao? Tao không ở đây. Dạ. Như vậy là cái người chồng bắt hai người con rồi chỉ mới vậy hay không? Bởi vậy mới nói khùng luôn. Dạ. Nó khùng từ đó luôn á. Từ đó nó có mẹ nó chết nữa. Điên gì hai mẹ con đi cắt lúa mướn đồ không á. Là lúc trước là bình thường hả con ha? Bình thường nó đẹp đứa lắm, nó đẹp lắm, mình nó sống lắm. Trắng. Giờ bây giờ rồi hai người con của chị ở đâu á? Ê nông chồng mất. Á chồng bắt đem đi rồi, rồi đi mừng con quý bà sợ sao? Vì bây giờ thằng con đó lớn bữa hổm không biết làm sao mà gửi tiền theo người ta lại cho tôi được 200 200 đó là ăn 10 tô bún nước lèo. Là cái thằng thứ hai ăn tô bún đầu cá đó. Dạ. Nhưng mà ăn tô bún đầu cá mới ăn còn không có đầu cá. Dạ. Rồi sao hả? Dạ. Rồi tao làm gì đó. Con nhỏ của chị ở đâu nữa con? Nó không biết nhỏ đó nữa. Con nó biết con nữa. Nó chỉ biết thằng thứ hai. Biết thằng lớn thôi. Bây giờ đó là lớn tuổi chưa, lớn tuổi chưa thằng thứ hai 17 18 rồi. Chứ hồi đó còn tu bự rồi, nó đi làm công ty à, xong cô nạn vụ mã nó xong. Biết mới sợ. Cô nạn cho má. Nó nên có con không? Nó nói nó không có con đó. À, chị Hương hả? Chị Hương luôn. Chị Hương hả? Chị Hương hả? Ủa hồi chết rồi hả? Bởi vậy. Mẹ nói mẹ chị Hương nè. Mẹ cô nó hay mẹ Hương nè. Vậy thôi sao gọi xả. Mẹ cô nè. Ờ sao gọi nhiều bắt cái ôi lý. Mẹ mình nói ta. Chờ ta hả? Mẹ cô nè. Cái này, này cho nè. Có cái mền cái mụn với cái chiếc chiếu mà nó đúng hôm đi đâu mất tiêu nè, hôm không nghe nè. Có khi nó nằm giả cầu không đó. Anh hai anh nó đi ra cống ngủ gì kìa. Dạ. Mày đừng có chạy đây mày la làng nha. Chị ở đây đi làm cho nó an toàn. Tao mới nó ngon nó ăn ngon. Một cái hồi nhập nó ngoài. Không nghe được kia chứ. Cô không hiểu nha. Thì nó nói chị nhiêu tuổi rồi? Chị bao nhiêu tuổi vậy ta? Hả? Không. Chị bao nhiêu tuổi cho em biết đi. Không biết tuổi hả? Không. Rồi chị tên gì? Tên gì hả? Không có tên gì đâu. Không tên gì luôn. Có chứ, tên gì biết không? Tên gì? Song song đó tên gì? Tao đã hả? Bạn ăn dữ quá. Song nó tẩu à? Ừ. Tẩu đấy. Chị này biết nói tiếng Việt mà. Bạn không nói được. Nó tẩu rồi. Sao vậy đó? Chị từ lừa rồi. Mình hỏi chị biết chưa? Biết. Muốn trả lời nè, biết mà. Bà chị không nói. Ở hả hả? Rồi cái nhà chị ngày xưa là ở bên kia ha. Ừ đó, sạch cái chai cái khoảng. Hả? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Chị ở đây chỗ này là cũng mấy năm rồi hả chị? Không phải nữa, không phải. Xưa tới giờ. Chưa giờ luôn hả? Để đúng rồi, tại nào anh chạy? Bắt cha sinh mẹ. Trời ơi, không phải. Về bên nhà, về bên chồng đó. Dạ, nên nhà bên đó đó ha. Từ hồi lúc mà nó bệnh cũng 15, 16 năm nay. Dạ, là 15, 16 năm nay hả? 16, 15 năm nay. Như vậy là chị này cũng lớn tuổi lắm rồi, chị này 42. Chắc có 40 mấy. Giờ cô có đi chị bệnh gì không ha, ha, ha cô? Thì nói vậy đó, có ai lo đem đi được đâu. À, cũng không có tiền nữa ha. Phải hả? Tiền có làm rồi đó. Hả? Gì? Đi đó. Sao? Sao chị? Kênh tô lại đây, kêu mình đi rửa tô đây. Đâu có gì đâu. Không có gì đâu hả? Đó, cái ca nước đá nó có không? Ừ. Chị ơi, chị rửa cho nó. Chị, tạo đấy. Chị, cái mùng đâu rồi? Trời ơi, cái tô cái đồ ăn nước đây hả? Đồ ăn đó, quá trời luôn nè. Bỏ mùng chiếu luôn nè, để lên trên cái mã. Người chị ở nguyên một cái chùm mã luôn á cô chú anh chị. Bỏ mùng đi. Chùm mã này chắc cũng đâu có thân nhân gì đâu, đâu có dòng họ. Hả? Thứ ba người thứ tư. Dạ là ở đây đó hả? Ở cái chùm mã này nè, có bà con dòng họ không? Không không, người dân không à. À vậy là cái chùm mã này không có dòng họ gì chân ha. Dạ người dân à. Cũng dạ, dạ. Tiếc vậy đó. Cũng đi nữa. Người chủ cũng đâu có nói gì đâu ha. Đâu có nói nó được đâu. Dạ. Thì tới thanh minh ta lại ta dọn dẹp. Nó quét ta dọn thì nó trắng ra chút. Trắng ra. Dạ. Làm cái gì thì nó vô. Dạ. Lỗi hưởng tao tắm rửa. Sợ thôi hỏi nó quên tôi thôi mẹ. Mày gái của. Hả? Thì tối nay nó làm vậy đó. Dạ. Để quá cho vậy. Ốc lũi đó. Bây giờ cái đường này sao? Tao biết dễ rồi đó. Hai ngày hôm nay nè. Dạ.
Dạ thưa cô chú anh chị, là cái hoàn cảnh của chị Song thì rất đáng thương, bây giờ chị không còn anh chị em nào hết. Nói cô chú anh chị là chị ở với một người dì Út, là nhân nương tựa như Út thôi, mà còn ăn uống thì nhờ lối xóm là cho dì ăn nấy, chứ chị không có cái điều kiện ăn uống gì hết trơn đó cô chú anh chị. Và dì Út thì cũng đang đi làm thuê, cũng đang ở đậu chỗ nhà của người ta, cho nên là cũng không có cho ở nữa. Dạ, Quy Giáo Khải cũng đây cũng xin kết thúc nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị theo dõi. Dạ, xin mến chào và hẹn gặp lại.